Vân rất là yêu thích cái dòng men vi sinh của bên nhà Oriphamed, bởi vì từ hồi trước cái đợt Tết đó thì Vân đã tham gia đang bị bệnh nhỏ này vậy. Vân tham gia cái chương trình của Oriphamed và sau đó là càng ngày càng yêu thích cái dòng men này. Ngày càng yêu thích cái dòng men này, và khi mà tìm hiểu, khi mà học hiểu về men rồi sau đó là Vân trải nghiệm, bản thân của Vân thì lại có nhu cầu giảm cân đó mọi người, cho nên là Vân mới mạnh dạn luôn, Vân mang về một cái bộ giảm cân của nhà Oriphamed và Vân đã sử dụng cái sản phẩm đó trong một liệu trình, và hiện tại Vân đã có cái chứng nhận luôn mọi người. Vân có được chứng nhận là giảm cân thuận tự nhiên, là trong một cái liệu trình đó là 21 ngày, nhưng mà thực ra là Vân chỉ tham gia có 19 ngày thôi và Vân giảm được 4 kg với lại 11 cm vòng bụng. Wow. Cái kết quả của Vân rất là khả quan. Có thể là một số anh chị sẽ không đạt được kết quả giống như Vân, có thể là do cái chuyển hóa của các bạn sẽ chậm hơn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có những cái kết quả lý tưởng giống như Vân, nhưng mà thực sự là nó có kết quả rất là tuyệt vời mọi người. Cảm ơn mọi người đã cho Vân có cái cơ hội lên đây chia sẻ.